Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648 mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advanced Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 7148890777. Lê Thái và Thảo Tiên. Chào đón các khán thính giả đến với chương trình tin tức tổng hợp của Đài Lê Lô Sài Gòn TV trên băng tầng 56.10, 14.2 và website lelosaigontv.com. Hôm nay là ngày thứ tư, 3 tháng 11, 2021. Để mở đầu là phần tin Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Biến thể Delta chiếm 100% số ca nhiễm COVID-19 ở Sài Gòn. Nhà máy dài Nike phục hồi sản xuất tại Việt Nam. Cuối tháng này, Vietnam Airlines mở chuyến bay đầu tiên sang Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Thưa quý vị, phúc trình của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam vừa được công bố cho thấy, biến thể Delta là nguyên nhân chính làm bùng phát làn sóng đại dịch thứ tư tại Sài Gòn từ cuối tháng 4 năm 2021 kéo dài đến nay. Báo Tuổi trẻ ở Sài Gòn trích phúc trình của Bộ Y tế nói rằng, biến thể Delta chiếm 100% số ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận tại Sài Gòn và phần lớn các ca nhiễm ở Bắc Giang và Bắc Ninh nửa cuối năm nay cũng là nguyên nhân làm bùng phát đại dịch ở New Zealand, Singapore. Cũng theo phúc trình trên, thì bệnh nhân bị nhiễm Delta ở Việt Nam có thể lây bệnh sang 10 người khác, trong khi loại COVID-19 được tìm thấy đầu tiên chỉ lây cho một hoặc hai người. Biến thể Delta cũng là nguyên nhân làm số ca nặng tăng hơn 230% và số người chết vì COVID-19 tăng 130% tại Việt Nam. Trong khi đó, thì gần 200 nhà máy của Nike tại Việt Nam cuối cùng đã đi vào sản xuất trở lại sau nhiều tháng bị đóng cửa, tạm ngừng hoạt động vì làn sóng đại dịch Covid-19 thứ tư bùng phát tại Việt Nam với 100% số ca nhiễm biến thể Delta. Chỉ riêng mấy tháng đóng cửa tại Việt Nam, hãng Nike đã bị mất hơn 160 triệu đôi giày, và các nhà máy gia công giày Nike ở Việt Nam sản xuất tới 50% sản lượng giày dép cung cấp cho thị trường thế giới hồi năm ngoái. Và việc đóng cửa nhà máy Nike đã làm giá cổ phiếu của hãng này đã giảm 2.7% riêng chỉ trong tháng 9. Theo bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gia dày và Tiếu sách của Việt Nam, khoảng từ 70% cho đến 80% công nhân đã trở lại làm việc tại các nhà máy sản xuất giày tòa lạc ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Bà này cũng cho rằng sản lượng giày sản xuất ở Việt Nam sẽ trở lại bình thường trong khoảng 5 tháng tới nữa. Cơ quan an ninh vận tải Hoa Kỳ gọi tắt TSA hôm đầu tuần đã cấp giấy phép cho Vietnam Airlines khai thác các chuyến bay thương mại từ Việt Nam đến Hoa Kỳ. Trong khi chờ FAA chuẩn thuận, hãng hàng không Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội cho hay sẽ thực hiện các chuyến bay dịch vụ thông thường đến Hoa Kỳ vào cuối tháng 11. Sau hơn hai thập niên chờ đợi, Người đại diện Vietnam Airlines nói rằng chuyến bay đầu tiên của họ sẽ cất cánh từ Sài Gòn đến San Francisco, nhưng chưa thiết kế hoặc hoặc thực hiện đường bay khác vì nhu cầu sử dụng các chuyến bay nối liền Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn còn thấp, trong khi các biện pháp phong tỏa biên giới vẫn còn hiệu lực tại nhiều nơi. Như vậy là Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam được cấp giấy phép khai thác các chuyến bay thẳng đến Hoa Kỳ trong khi hãng hàng không đối thủ Bamboo Airways đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội đến San Francisco ngày 23 tháng 9 năm nay và hứa hẹn sẽ thực hiện tổng cộng 12 chuyến bay từ Hà Nội và Đà Nẵng đến San Francisco, Los Angeles và Seattle trong tháng 11. Theo ông Andrew Naylor, giám đốc điều hành khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Hội đồng vàng thế giới, viết tắt là WGC, thì nhu cầu sử dụng vàng trang sức, vàng miếng ở Việt Nam trong quý 3 năm 2021 đã giảm một nửa so với cùng giai đoạn của năm ngoái vì các biện pháp phong tỏa để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, mới đây ông này nói hy vọng Việt Nam sẽ thành lập một sàn giao dịch điện tử quy tụ các nhà đầu tư vàng vì hiện nay người Việt Nam vẫn sử dụng nhẫn vàng, vàng miếng làm hiện kim, dự trữ ngoài cổ phiếu và tiền điện tử. Tại tránh hôm qua đề nghị Xin quý vị, Tài Chánh hôm qua đề nghị giới, thức, giới chức thẩm quyền Cộng sản Việt Nam giảm 50% lệ phí trước bã xe hơi được sản xuất trong nước từ nay đến tháng 5 năm 2022 để thúc đẩy doanh số bán hàng và thúc đẩy sự hồi phục hoạt động ngành lắp ráp ô tô trong nước. Nửa đầu năm ngoái, hơn 100.000 chiếc xe hơi đã được lắp ráp ở Việt Nam, tăng gấp đôi so với cùng giai đoạn của năm ngoái, mang lại số thuế tương đương 600 triệu Mỹ Kim cho nhà nước Việt Nam. Mặt khác, cuối tháng 10 qua, 11 hãng xe hơi ngoại quốc tại Việt Nam gồm Audi, Volkswagen, Subaru, Volvo, Jeep và Porsche kêu gọi nhà nước Cộng sản Việt Nam giảm lệ phí trước bạ xe hơi nhập cảng nguyên kiến, cho rằng việc giảm lệ phí trước bạ xe lắp ráp trong nước mà không quan tâm đến xe nhập cảng là không công bằng. Theo Tổng cục Thống kê Cộng sản Việt Nam, nước này đã nhập cảng hơn 110.000 chiếc xe hơi trong 9 tháng đầu năm nay, tăng gần 68%. hai vợ chồng người Trung Quốc bị bắt ngày hôm qua để truy tố tội thiết lập đường dây cờ bạc trên mạng, đặt máy chủ ở ngoại quốc tuyển mộ người dân tại địa phương để điều hành sông bạc ở Bà Rịa Vũng Tàu. Công an tại địa phương cho rằng Wu Ting, Ting 32 tuổi, là người cầm đầu đường dây cờ bạc, đã sử dụng computer, điện thoại thông minh, cài đặt ứng dụng liên kết với trang web cờ bạc có máy chủ ở bên ngoài Việt Nam để điều hành việc hoạt động và đặt tổng hành dinh tại một căn nhà 3 tầng ở trung tâm thị xã Vũng Tàu, Công an Bà Rịa Vũng Tàu cho biết. Và công an của xã này đã tịch thu rất nhiều tăng vật, trong đó có 5.000 Mỹ Kim tiền mặt của đường dây cờ bạc quy tụ hàng trăm người Việt Nam. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam. Thảo tiền và Lê Thái xin quý vị hãy dẫn màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648 mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty For 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Lý Lô Sài Gòn TV. Tiếp theo là phần tin thế giới. Đài Loan tiếp đoàn nghị viên châu Âu lần đầu tiên công du đảo quốc. Bị cấm đánh cá ở vùng biển nước Anh, ngư dân Pháp cân nhắc việc bán tàu. Tác động của sự biến đổi khí hậu làm tình trạng nghèo đói lan tràn ở Madagascar. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Đoàn nghị viên Liên Âu hôm nay đến Đài Loan, mở màn chuyến công du chính thức hòn đảo tự trị, lần đầu tiên bất chấp tình hình căng thẳng leo thang giữa Đài Bắc và Bắc Kinh. Trung Quốc từ lâu coi Đài Loan và lãnh thổ của họ, tuyên bố không loại trừ việc sử dụng vũ lực để xâm chiếm hòn đảo vốn không có ban giao chính thức với các quốc gia Âu Châu trừ Vatican Rafael Klesman, thành viên người Pháp của Nghị viện châu Âu, nói với Thủ tướng Đài Loan Su tseng Chang rằng chuyến công du thấy Đài Loan chiếm vị thế quan trọng trong chương trình nghị sự của Brussels và các quốc gia thành viên EU. Ông cũng mô tả Đài Loan là trung tâm của cuộc chiến bảo vệ nền dân chủ. Trong chuyến công du kéo dài 3 ngày, đoàn nghị viên EU cho biết sẽ thảo luận về tiến trình bảo vệ nền dân chủ, ngăn chặn các mối đe dọa lan truyền tin tức sai lệch và tấn công mạng chuyến đi trên diễn ra sau chuyến công du y hiếm hoi của ngoại trưởng Đài Loan Joseph Ship Wu Châu vào Châu Âu vào tháng rồi đã làm Bắc Kinh tức giận. Một số người dân của nước Pháp cho hay đang hoàn tất việc thỏa thuận bán chiếc thuyền đánh cá vì bị cấm khai thác thủy hải sản tại vùng biển lâu đời thuộc lãnh hải của nước Anh sau Brexit. Họ cũng nói chỉ còn chờ đợi vài ngày nữa thì việc chính phủ của nước Anh và Pháp sẽ giải quyết cuộc tranh chấp vùng biển đánh bắt cá đã khiến đôi bên ban hành lệnh cấm vận trừng phạt lẫn nhau căng thẳng leo thang hồi tuần vừa qua sau một vụ chiếc thuyền đánh cá của người Anh bị giữ lại tại cảng Le Hart và Pháp khẳng định rằng là việc kiểm tra tăng cường kiểm soát dòng xe vận tải vận chuyển các sản phẩm của nước Anh cấm tàu đánh cá của Anh nhập cảng Pháp bắt đầu rạng vào sáng ngày thứ hai vừa qua. Một ngư dân của Pháp, ông Fontaine, cho biết rằng là không thể tiếp tục làm nghề đánh bắt cá nếu không được cấp giấy phép hoạt động hợp pháp tại vùng biển của nước Anh, trong khi lợi nhuận của ông giảm 60% so với cùng năm trước. Nhiều người khác ở khu vực cảng Boulogne-sur-Mer cho biết rằng là có thể sẽ bỏ nghề vài tháng tới đây, nếu cuộc thương lượng giữa hai quốc gia không đạt được thỏa thuận tốt đẹp. Tin từ Ambo Madagascar cho hay, Chữ Kerry thường xuyên được thốt ra từ đầu môi của miệng của người dân miền Nam Madagascar có nghĩa là đói, là không có gì để ăn. Báo chí ở địa phương cho hay tình trạng thiếu lương thực là tai họa xảy ra thường xuyên 4 năm qua, nay trở thành hiện tượng thường trực trong cuộc sống hàng ngày của người dân miền Nam Madagascar vì tác động của sự biến đổi khí hậu. Aduno Mangoni, phó giám đốc chương trình lương thực thế giới ở Madagascar cho biết, ông đã thấy mọi người ăn lá xương rồng côn trùng và thiếu cả nước để uống. Các chuyên viên quốc tế cho biết, khu vực Nam Madagascar đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm, làm đất đai khô cằn, khó trồng trọt và bị mất mùa. Tình trạng thiếu mưa trầm trọng đã làm cạn nguồn lương thực và các dòng sông, đồng thời xuất hiện nhiều cơn bão cát làm bạc màu vùng đất rộng lớn. Theo Patrick Buckingham, điều phối viên khẩn chấp của chương trình Lương thực Thế giới, thì hơn một triệu người dân trong vùng bị suy dinh dưỡng và tình trạng mất an ninh lương thực tại đây được Liên Hiệp Quốc xếp vào loại thảm khốc nhất thế giới hiện nay. Tuyên bố tại cuộc họp hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc diễn ra vào ngày hôm nay, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc ông Mark Carney cho biết, các công ty tài chính sẵn sàng đầu tư 130 tỷ Mỹ Kim vào việc thực hiện các dự án không thải khí độc gây hiệu ứng nhà kính, gây hiệu ứng nhà kính, kính thưa quý vị. Và đặc phái viên Michael R. Bloomberg cũng đồng thời thông báo sẽ kế hoạch cùng với lại Mark Carney, lãnh đạo Liên minh Tài chính Glasgow của Net Zero, viết tắt là GFANG, tổ chức tư nhân thực hiện vào sáng kiến trên. Để thế giới không còn thải khí độc carbonic vào năm 2050, tổ chức GFANG đang quy tụ 450 tổ chức tài chính có tài sản lên tới hơn 130.000 tỷ Mỹ Kim, hoạt động tại 45 quốc gia trên toàn cầu. Liên minh tài chính Glasgow đang quản trị nguồn tài chính 130.000 tỷ Mỹ Kim riêng tại Hoa Kỳ thì tổ chức này đã đang dẫn đầu mọi nỗ lực ngăn chặn tác động của sự biến đổi khí hậu, giúp xây dựng nền kinh tế bền vững, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi từ than đá sang năng lượng sạch, cải thiện phẩm chất không khí và sức khỏe của cộng đồng. Hôm thứ hai vừa qua, nhà nước Trung Quốc đã ra thông báo kêu gọi người dân tích trữ nhiều yếu phẩm trước một mùa đông được tiên đoán là khắc nghiệt từ rau, thịt và dầu ăn. Thông báo trên đã làm bùng phát các cuộc thảo luận sôi so nổi trên mạng xã hội. Và chương trình mang tựa đề Bộ Thương mại khuyến khích các gia đình tích trữ nhu yếu phẩm, thu hút hơn 40 triệu lượt người xem trên Weibo. Nền tảng xã hội giống Twitter của Trung Quốc với gần 5.000 lời bình luận tính đến tối thứ Ba theo giờ Bắc Kinh. Hôm qua, giám đốc tiêu thụ của Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng không có mối đe dọa nào xảy ra làm gián đoạn nguồn cung cấp thực phẩm. Tờ Economic Daily Nhật báo của nhà nước Trung Quốc cũng cố gắng xoa dịu dư luận khi cho rằng tuyên bố trên của Bắc Kinh nhằm khích lệ mọi người chuẩn bị đón nhận lệnh phong tỏa lần nữa vì làn sóng đại dịch Covid-19 nguy cơ bùng phát. Đầu năm 2010, nhà nước Trung Quốc cũng tung ra một thông điệp tương tự để kêu gọi mọi người chuẩn bị lương thực trước một mùa đông khắc nghiệt. Còn theo Lưu Giang Sen, nhà kinh tế Trung Quốc thì việc khuyến cáo người dân dự trữ lương thực chỉ là thủ thuật nhằm thúc đẩy, kích thích nhu cầu tiêu thụ trỗi dậy ở một xã hội ngưng động trong gần 2 năm qua. Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng của Ukraine, Nga đã để lại một quân số đông đảo lên tới 90.000 binh sĩ đồn trú tại khu vực biên giới, cách Ukraine khoảng 160 dặm sau cuộc diễn tập quân sự quy mô hồi đầu năm nay. Ông này cũng tố cáo nước Nga duy trì sự hiện diện của binh sĩ họ để áp lực các quốc gia láng giềng hãng thông tấn Politico cho biết, các bức ảnh vệ tinh chụp được hôm ngày thứ hai vừa qua xác nhận Nga đã lắp đặt thiết bị quốc phòng cùng với việc tăng cường lực lượng lực lượng binh sĩ đồng trú tại vùng biên giới của Ukraine. Điện Cấm Linh ngày hôm nay cũng bác bỏ lời cáo giác trên và tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lực lượng quân sự ở những nơi mà họ cho là cần thiết. Bàn giao giữa Kiev và Moscow đã giảm xuống đến mức thấp nhất từ năm 2014 khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea của Ukraine làm bùng phát các cuộc đội chiến giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn ở miền đông của Ukraine. Tin AP từ Canberra cho hay, cảnh sát Úc hôm nay đã ập vào một ngôi nhà ở ngoài ô thủ phủ của nước này để giải cứu một bé gái 4 tuổi bị mất tích trong cuộc cắm trại cùng với gia đình tại vùng bờ biển phía Tây xa xôi của Úc hai tuần lễ trước, mà họ cho là một sự kiện chịu kỳ. Một số viên chức cảnh sát đã bật khóc khi xem đoạn bằng video quay cảnh cảnh sát nắm lấy cô bé và nghe bé tự xưng là Cleo. Một người đàn ông cư dân địa phương 36 tuổi bị bắt sau cuộc bố ráp một ngôi nhà ở thị trấn ven biển Carnarvon vào lúc nửa đêm. Bé gái đã được đoàn tụ với mẹ và cha dượng sau khi được giải cứu. Cảnh sát chưa công bố chi tiết xảy ra vụ bắt cóc và giải cứu cô bé. Chỉ nói rằng họ vui mừng vì cô bé vẫn khỏe mạnh sau khi bị bắt cóc suốt hai tuần lễ qua. Gia đình của Cleo là dân, dư, cư dân Carnarvon, một cộng đồng 5.000 dân. Bé gái biến mất đột ngột cùng với chiếc túi ngủ trong ngày thứ hai chuyến cắm trại của gia đình tại Bohol's Campground, cách Carnarvon 75 km về phía bắc vào ngày 16 tháng 10. Cuộc tìm kiếm đã được tiến hành khắp khu vực thưa thất dân cư. Đoạn video quay cảnh bốn cảnh sát đột nhập vào căn nhà để thực hiện lệnh khám xét. Sau đó, tìm thấy bé gái đã làm dư luận xúc động. Chính phủ tiểu bang trước đó đã treo thưởng 1 triệu đô la Úc cho người cung cấp thông, thông tin dẫn đến việc giải cứu cô bé khoảng 5 ngày sau khi cô bị mất tích. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Thảo Tiên và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with Hybrid Power has an incredible 648 mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714 714-889-0777 quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của Đài Lê Lô Sài Gòn TV qua sự trình bày của Lê Thái và Thảo Tiên. Tiếp theo là phần tin Hoa Kỳ. Đảng Cộng Hòa quét sạch thế lực của Đảng Dân Chủ tại Virginia. Chiến thắng của Young King cho thấy ông Trump thừa thải trong tranh cử của Đảng Cộng Hòa. Winsome Sears đánh bại Hala Aya trong cuộc đua giành chức vụ tá thống đốc Virginia. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Thống đốc đắc cử Glenn Youngkin của đảng Cộng Hòa đã đánh bại cựu thống đốc Terry McAuliffe của đảng Dân Chủ, trong khi Winsome Sears của đảng Cộng Hòa làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên được bầu vào vị trí phụ tá thống đốc của tiểu bang. Hai sự kiện trên diễn ra tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Virginia ngày hôm qua, cho thấy đảng Cộng Hòa đã xóa sạch thành tích chiến thắng hàng loạt trong quá khứ của đảng Dân Chủ ở Old Dominion. Dân biểu Cộng Hòa Jason Miyaras cũng đánh bại Bộ trưởng Tư pháp đương nhiệm Mark Herring trong cuộc đua. Sáng sớm hôm nay, đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện, sau khi mất tổng cộng 22 ghế trong ba cuộc bầu cử gần đây nhất, trong khi Ủy ban lãnh đạo đảng Cộng Hòa gọi tắt RSLC, nói rằng mục tiêu của họ trong đêm bầu cử là chỉ giành một ghế. Chủ tịch OSLC D. Duncan nói rằng kết quả cuộc bầu cử cho thấy người dân Virginia sẵn sàng tiến đến mục tiêu bảo vệ quyền tự do cá nhân, khẳng định quyền của các phụ huynh, việc bảo đảm quyền lợi của các công ty và sự an toàn của cộng đồng. Virginia đã có chính phủ thuộc đảng Dân Chủ từ năm 2019, khi đảng này giành quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện tiểu bang. Sự kiện trên cho thấy doan Kinh cung cấp cho các ứng cử viên và chiến dịch vận động vận động tranh cử năm 2022 kinh nghiệm không dự dẫm uy thế của Donald trump trong chiến dịch vận động John King nhiều lần nói ông rất vinh dự được ông trump ủng hộ nhưng không hề xuất hiện với ông trump sự thất bại của mặt có thể được giải thích là vì ông liên tiếp chỉ trích ông trump trong chiến dịch vận động tranh cử một nhân vật không còn tồn vị thất bại trong cuộc bầu cử năm tổng thống vào năm à, tổng thống vào năm 2020 Hầu hết, các cử tri cho rằng các vấn đề kinh tế và giáo dục mới là chiến lược ưu tiên. Trong khi đó, thì chiến thắng của Glenn Youngkin tại tiểu bang Virginia đánh dấu việc chấm dứt sự độc quyền, kiểm soát của đảng Dân Chủ ở Washington. Youngkin đã giành chiến thắng bằng cách thực hiện một chiến dịch vận động hoàn hảo và không chú trọng vào các cá nhân mà là quan tâm đến các vấn đề kinh tế và giáo dục. Youngkin, Ứng cử vương mới mẻ đã giành chiến thắng mà không cần đến cựu tổng thống Donald Trump như một chỗ dựa trong chiến dịch vận động tranh cử. Quyết định giữ khoảng cách với tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ nặng ký của đảng Cộng hòa là sách lược của John Kinh trái ngược với đối thủ là cựu tổng thống đốc Terry McAuliffe, người phát họa danh sách đội bóng chày gồm các ngôi sao của đảng Dân Chủ như là cựu tổng thống Barack Obama, tổng thống Joe Biden, đệ nhất phu nhân Jill Biden, phó tổng thống Kamala Harris và ứng cử viên thống đốc Georgia Stacey Abrams. Trên thực tế, thì số ghế mà GOP giành được lần này có thể nhiều hơn số ghế mà cựu tổng thống Donald Trump và Obama bị mất đi trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tỷ lệ lạm phát tăng vọt, cuộc gián đoàn hệ thống cung cấp, thiếu công nhân, thảm họa biên giới, cuộc khủng hoảng ở Afghanistan và việc đặt phụ huynh ra ngoài lề trong lĩnh vực giáo dục khiến đảng Dân Chủ không còn sách lược vận động. Một cuộc thăm dò gần đây của APR BPS News cho thấy rằng là chỉ có 36% cử tri của Dân Chủ muốn Tổng thống Joe Biden tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Một nửa số đảng viên của đảng Dân Chủ cho rằng Hoa Kỳ đang đi sai hướng, trong khi các đảng viên của Cộng hòa xác định con đường mới của họ qua việc John King đọc diễn văn trước người ủng hộ một ngày trước cuộc bầu cử dài 22 phút, không hề đề cập đến cựu Tổng thống Donald Trump dù chỉ một lần thực tế đó cho thấy rằng là chiến thắng của John King không có cựu tổng thống Donald Trump sẽ mở đường cho các ứng cử viên tổng thống GOP tìm kiếm sự đề cử của đảng Cộng hòa, kể cả khi tổng thống Donald Trump quyết định ra ứng cử một lần nữa. Cựu dân biểu đảng Cộng hòa Winsham Sears đã đánh bại Hala Yala, một thành viên của đảng Dân Chủ tại Hạ viện Virginia, trong cuộc chạy đua hôm thứ Ba để giành chức vụ phụ tá thống đốc tiểu bang Virginia. Sự kiện trên cho thấy Swiss đã làm nên lịch sử với tư cách là một phụ nữ da đen đầu tiên của đảng Cộng Hòa được bầu vào Hạ viện năm 2002 sau khi đánh bại William Robinson, nhân vật của đảng Dân Chủ đương nhiệm suốt 20 năm tại Virginia. Là con em của gia đình di dân Jamaica, bà trở thành công dân nhập tịch Hoa Kỳ đầu tiên đắc cử dân biểu Hạ viện và là người phụ nữ da màu đầu tiên được bầu vào văn phòng thống đốc tiểu bang Virginia, nơi mà đàn ông da trắng luôn luôn thống trị các vị trí lãnh đạo. Bà Sears là cựu binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, cựu phó chủ tịch Hội đồng Giáo dục Virginia, cựu giám đốc nhà tạm trú dành cho phụ nữ vô gia cư, đã quảng bá chiến dịch tạo việc làm, giảm thuế và cải thiện hoạt động của hệ thống trường học của tiểu bang. Bà Sears đã bước vào cuộc đua cùng ông Glenn Youngkin, thống đốc tân cử của Virginia và Dale Jason Mijares của đảng Cộng hòa. Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang đặt ra thách thức đối với sức mạnh của Đảng Dân chủ kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng Giêng. Trong khi đó thì các cử viên uh, cử tri ở Boston ngày hôm qua thưa quý vị đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử chính trị của thành phố khi lần đầu tiên bầu một phụ nữ và người Mỹ gốc Á làm thị trưởng, đưa ủy viên hội đồng thành phố Michelle Wu vào văn phòng quyền lực cao nhất của thành phố. Trước đó, người dân của Boston chỉ bầu các ứng cử viên nam giới da trắng làm thị trưởng. Bà Wu không có nhiều thời gian để say sư với chiến thắng mà sẽ lập tức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 16 tháng 11. Trước khi Wu phát biểu, SIP George đã thừa nhận sự thất bại trong cuộc chạy đua. Cựu, à, cuộc bầu cử đánh dấu thời điểm quan trọng đối với Boston, vùng địa phương vất vả giải quyết các cuộc xung đột chủng tộc trong suốt bề dày lịch sử. Bà Wu, 36 tuổi con em của một gia đình di dân người Đài Loan sang Hoa Kỳ định cư. Bà lớn lên ở Chicago và đến Boston theo học trường Đại học Harvard. Và hai trong số điều cam kết đầy tham vọng của bà Wu là xây dựng thêm nhà ở và hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng của thành phố gần 700.000 cư dân. Bà Wu cam kết sẽ giữ ổn định hoặc kiểm soát chặt chẽ tiền thuê nhà. Một trong những lời hứa quan trọng khác của bà là thiết lập hệ thống giao thông công cộng miễn phí. Nguồn tin của NASA cho hay, bốn phi hành gia vũ trụ sẽ buộc phải mặc tả trong chuyến từ trạm vũ trụ quốc tế trở về địa cầu. Tin cho hay, nhà vệ sinh của phi thuyền không gian Crew Dragon của SpaceX đang bị trục trặc, làm các phi hành gia không thể sử dụng phòng tắm cho đến khi quay trở lại trái đất. Vì lý do này, các phi hành gia sẽ được yêu cầu mặc tả trong chuyến du hành cuối cùng được thực hiện gần đây, bốn phi hành gia đã dành 3 ngày hoạt động trên quỹ đạo, khám phá vụ rò rỉ trầm trọng trong điều kiện không à, không trọng lực. May mắn là lỗ rò rỉ nằm dưới sàn nên các phi hành gia không bị ướt sũng. Các nhà khoa học của NASA và SpaceX của Elon Musk đang điều tra tình huống xảy ra trên phi thuyền không gian Crew Dragon bị trục trặc tương tự. SpaceX đang nỗ lực sửa chữa nhưng các phi hành gia đã ở trên trạm vũ trụ từ tháng 4, không thể gọi thợ sửa ống nước đến làm việc. Kết thúc quý vị, Tổng thống Joe Biden ngày hôm nay trở về lại Hoa Kỳ để chủ tọa chương trình nghị sự về khí hậu bị quốc hội giữ lại. Sau lần ông xuất hiện nổi bật tại các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Scotland, nặng nề báo động tác động thảm khốc nhưng nhẹ về các biện pháp cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu. Tổng thống Hoa Kỳ dự định đến Glasgow tham dự hội nghị thượng đỉnh COP lần thứ 26, trong khi thượng nghị sĩ Joe Martin, đảng viên của Đảng Dân chủ, đang là người hưởng lợi hàng đầu mà ngành kỹ nghệ nhiên liệu hóa thạch thu được, người đã chần lại việc thông qua dự luật khí hậu trong chuyến đi của tổng thống Joe Biden. Tại Glasgow Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ biến Hoa Kỳ thành quốc gia hàng đầu thế giới tuân thủ các điều khoản của COP lần thứ 26, trong khi hàng loạt hợp đồng khai thác dầu khí đã được ký kết cũng như nhiều biểu hiện cho thấy Hoa Kỳ khó có thể cải thiện kế hoạch giảm thiểu khí thải độc hại khổng lồ này. thưa quý vị. Và theo Christy Gosford, cố vấn môi sinh của cựu tổng thống Barack Obama, hiện là chuyên viên của Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ, thì điều mà tổng thống Joe Biden cần làm là trấn an phần còn lại của thế giới rằng Hoa Kỳ đang quay trở lại việc giải quyết cuộc khủng hoảng toàn cầu. Christy Gosfus xác nhận rằng Hoa Kỳ sẽ không thể trở lại vai trò lãnh đạo thế giới cho đến khi có thể thực hiện sự cam kết về khí hậu mà mọi thành viên của đảng Dân Chủ đều ủng hộ, ngoại trừ một thượng nghị sĩ. Hoa Kỳ và Liên Âu dẫn đầu cam kết cắt giảm 30% khí mê gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030. Khí thải từ hoạt động của dàn khoan dầu và khai thác nông nghiệp làm tăng nhiệt độ của quả địa cầu nhiều gấp 80 lần so với carbon dioxide. Thưa quý vị. thưa quý khán thính giả, cử tri tiểu bang Virginia vừa bỏ phiếu để chọn thống đốc theo đảng Cộng hòa và trở thành tin chấn động cho thành trì của đảng Dân chủ. liệu kết quả bầu cử ở Virginia hôm nay đang là lợi thế của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử giữa kỳ sang năm nay không? mời quý vị theo dõi bản tường trình đặc biệt của Hoàng Trọng Thụy sau đây. Một thất bại lớn cho Đảng Dân chủ và Tổng thống Joe Biden vừa xảy ra sau khi ứng viên Terry McAuliffe của Đảng Dân chủ thua ứng viên của Đảng Cộng hòa Glenn Youngkin trong cuộc bầu cử hôm qua 2 tháng 11 ở Virginia. Thất bại lớn là vì tiểu bang Virginia đang là thành trì của Đảng Dân chủ khi vào năm 2020, Tổng thống Joe Biden thắng đến 19% phiếu phổ thông. Đảng Dân chủ đang lo ngại với kết quả bầu cử Virginia có thể đảng sẽ mất thế đa số trong cuộc bầu cử giữa kỳ sang năm 2022. Thất bại lớn cho đảng Dân Chủ ở Virginia là vì ông Mark Olive từng là thống đốc năm 2014 đến năm 2018, gặp khó khăn để đưa ra các thông điệp mang tính thuyết phục khi vào thời điểm mức ủng hộ cho Tổng thống Joe Biden đang tụt giảm nghiêm trọng. Đồng thời, đảng Dân Chủ hiện đang gặp khó khăn để vượt qua được tranh chấp nội bộ tại Quốc hội để thông qua các dự thảo ngân sách từ tòa Bạch ốc. Tiểu bang Virginia cũng là tiểu bang đặc biệt vì theo hiến pháp không cho phép một thống đốc được quyền tranh cử liên tiếp hai nhiệm kỳ. Có nghĩa, sau khi một thống đốc đương nhiệm phục vụ được 4 năm, cho dù được sự ủng hộ của cử tri nhiều cách mấy đi chăng nữa thì ông hay bà vẫn phải chờ thêm 4 năm nữa. Virginia trong các cuộc bầu cử trước đây luôn bỏ phiếu chọn thống đốc theo đảng dân chủ vị thống đốc nay mãn nhiệm là ông Ralph Northam, thắng lớn trong năm 2018, và đảng Dân Chủ cũng thắng lớn năm 2018. Thế nhưng năm nay, thế cờ đang xoay chuyển theo hướng Cộng Hòa. Trong thời gian vận động tranh cử, ông McAuliffe của đảng Dân Chủ từng gán ghép ông Youngkin là người có chủ trương theo Donald Trump, tưởng rằng sẽ thuyết phục cử tri độc lập bỏ phiếu chống. Thế nhưng ông Youngkin không hề đề cập đến những chính sách theo hướng của ông Trump. Ngược lại, tập trung vào các đề tài quan trọng mang tính địa phương như giáo dục quyền phụ huynh tại nhà trường và đặc biệt là giảm thuế. Một chính sách hoàn toàn ngược lại với khuyên hướng của đảng Dân Chủ là tăng thuế hiện nay. Các thông điệp này của ông Yankin đã thuyết phục được những cử tri độc lập từng bỏ phiếu cho ông Biden năm 2020. Vì thế, đặc biệt tại những vùng ngoại ô, Cự chi đã bỏ phiếu cho ông Yankin vượt xa phiếu bầu mà họ từng bỏ phiếu cho ông Trump. Vì tạo được khoảng cách với cựu tổng thống Trump, cử tri Virginia không nghĩ rằng ông Youngkin là ứng viên của Trump. Chưa kể là họ đang chán ngán các chính sách của đảng Dân chủ lèo lái tiểu bang hiện nay. Theo một số chuyên gia, tiểu bang Virginia có vị thế chính trị rất đặc biệt ngoài việc cấm thống đốc tái tranh cử, thì cử tri tiểu bang lại có khuyên hướng bầu thống đốc trong những năm lẻ ngược với khuyên hướng của đảng chính. Chẳng hạn như Quốc hội của đảng Cộng Hòa, thì cử tri chọn thống đốc theo dân chủ và ngược lại. Tuy nhiên năm nay không những chọn thống đốc theo đảng Cộng Hòa mà họ cũng chọn luôn phó thống đốc là một người rất bảo thủ, bà Winsome Sears lại là người gốc Phi Châu và là phó thống đốc gốc Phi Châu và nữ phó thống đốc đầu tiên trong lịch sử của tiểu bang Virginia. Thất bại của đảng Dân Chủ đến vào thời điểm khi cử tri Virginia chỉ ủng hộ ông Biden 43% cho rằng đảng Dân Chủ hiện nay quá phóng khoáng cử tri độc lập chống lại các chính sách của ông Biden, vì thế họ bỏ phiếu chọn người theo đảng Cộng Hòa, tương tự như họ đã chống lại các chính sách của cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Thế nhưng chiến thắng cho ứng viên đảng Cộng Hòa Youngkin là nhờ vào các thông điệp chỉ trích các chính sách hiện nay của đảng Dân Chủ đưa ra. Từ vấn đề bắt buộc trích ngừa, chống cải tổ cảnh sát, cho đến vấn đề chủng tộc, vân vân. Theo các phân tích gia chính trị, qua kết quả bầu cử ở Virginia, Đảng Dân Chủ trong thời gian tới cần tập trung giải quyết các vấn đề tồn động hiện nay, đồng thời cũng thay đổi khuyên hướng quá cởi mở trong các đề tài như thuế má, di trú, y tế, giáo dục và gia đình. Hoàng Trọng Thụy tường trình cho đài Little Sài Gòn TV. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648 mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty five Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Lý Lô Sài Gòn TV. Tiếp theo là phần tin địa phương. Một nhân viên tử nạn khi cứu một du khách chơi đu dây trượt ở San Diego. LA bồi thường 2.5 triệu cho hai gia đình trong vụ rơi máy bay của Kobe Bryant. Long Beach City College cho sinh viên vô gia cư ngủ trong bãi đầu xe. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Một người đàn ông đã chết hôm thứ Hai sau khi rơi từ dây trượt zip line ở khu vực Palma Valley để cứu một người phụ nữ. Sự việc xảy ra vào hôm thứ Bảy 30 tháng 10 tại La Hola Zip Zoom Zip Line thuộc khu vực của người bản địa là Hola Indian Reservation. Nạn nhân được xác định là anh Joaquin Romero, 34 tuổi, nhân viên của La Hola Zip Zoom Zip Line qua đời hôm sáng thứ hai tại bệnh viện Shop Memorial. Theo lời kể của một nhân chứng, trong khi giúp một người phụ nữ bị mắc kẹt, trong lúc chuẩn bị chơi đu dây trượt, cả hai người đã bị văng ra cách mặt đất khoảng 100 feet. Có lẽ sợ trọng lượng của hai người có thể vì quá nặng, nên anh Romero quyết định buông tay. Theo nhân chứng, người phụ nữ không bị thương. Khi nhân viên cứu hỏa đến, họ phát hiện Romero bị chấn thương nặng toán cấp cứu đã kéo anh lên đường và được đưa đến bệnh viện, nơi anh qua đời 2 ngày sau đó. Ba đường trượt zip line tại điểm du lịch này có chiều dài từ 300 đến 2.700 feet và đạt tốc độ lên đến 55 dặm một giờ. Thái dám đi này không Thái? Chắc không quá. Cái thứ nhất là em không sợ độ cao nhưng mà tại vì chơi những cái trò, trò chơi mạo hiểm thì Uh, đôi lúc mình đâu có biết được đâu, đâu biết được xui rủi đâu. đến phiên mình leo lên thì mình xui sao thật ra là thôi tốt nhất là không có chơi chơi những cái trò chơi mà rất là lành mạnh nó dưới đất thôi. Uh -huh. Chị, có giống chị Tiên có dám chơi không? Tiên này rất đẹp. là sợ độ cao cho nên sẽ không bao giờ uh -huh. <laughs> thử uh -huh. cái này đâu. Uh -huh. uh, vậy coi vào thí dụ mà chị Tiên vào Disneyland ở California của mình thì có hay đi chơi mấy trò chơi, chơi. không, chơi không chơi. bao giờ đi vô những cái chỗ đó. <laughs> mấy cái ride mà đi lên đi xuống là thôi coi như là không có mặt chị uh -huh. Tiên. <laughs> yeah, ok vậy là cô hai chị mình giống nhau. <laughs> vâng dạ, và kính thưa quý vị, à, bản tin tiếp theo Lê Thái xin gửi đến quý vị là về thông tin hội đồng giám sát ở quận Los Angeles ngày hôm thứ ba vừa qua ngày 2 tháng 11 đã thông qua một khoản dàn xếp tổng cộng trị giá là 2.5 triệu Mỹ Kim cho hai gia đình liên quan đến vụ tai nạn máy bay trực thăng vào tháng 1 năm 2020 khiến huyền thoại Lakers Kobe Ryan, con gái là Chiana và bảy người khác thiệt mạng tại Calabasas. Mỗi gia đình Autobelli và Moser sẽ nhận được số tiền là 1.25 triệu Mỹ Kim. Christina Moser, John Albolebelli và vợ là Kerry cùng với lại cô con gái 14 tuổi tên là Alyssa đều thiệt mạng khi chiếc trực thăng gặp nạn ở vùng đồi phía tây của Los Angeles giữa thời tiết sương mù. Luật sư Kip Mueller Miller nói rằng là những khoản giải quyết trị giá 1.25 triệu Mỹ Kim là hợp lý và công bằng cho tất cả những người có liên quan. Trong khi quận đang hoàn tất thỏa thuận với gia đình của Mauser và Antobelli, thì một cuộc chiến pháp lý khác đang tiếp tục liên quan đến quá phụ Vanessa của Kobe Bryant. Quận đã tìm cách bắt buộc đánh giá tâm thần đối với Vanessa Bryant và những người khác để xác định xem liệu họ có thực sự bị đau khổ về mặt tinh thần vì những bức ảnh chụp tại hiện trường vụ tai nạn được chia sẻ bởi cảnh sát và nhân viên cứu hỏa hay không. Tuy nhiên, thì hôm ngày thứ hai vừa qua, ngày 1 tháng 11, một thẩm phán liên bang đã ra quyết quyết định là Vanessa Bryant sẽ không phải kiểm tra tâm thần để vụ việc à, được tiếp tục. Vụ kiện xâm phạm quyền riêng tư của Kobe Bryant dự kiến bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Đại học Cộng đồng Long Beach City College công bố cho sinh viên vô gia cư ngủ trong xe được đậu xe qua đêm trong một bãi đậu xe an toàn của trường. Đây là chương trình hỗ trợ sinh viên vô gia cư duy nhất trong vùng có tên Safe Parking Program. Đại học Long Beach City College cho biết họ đang có ít nhất 70 sinh viên không có chỗ ở và phải ngủ trong xe mỗi đêm. Những sinh viên đó bây giờ có thể đậu xe để ngủ trong tòa nhà Pacific Coast Campus Parking từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng 7 ngày trong tuần. Không chỉ vậy, họ còn có thể sử dụng nhà vệ sinh và mạng Wi-Fi trong đêm đến sáng, các sinh viên còn có thể đi tắm tại tòa nhà Pacific Coast Campus. Ngoài được đậu xe để ngủ trong trường, các sinh viên vô gia cư đó còn được nhân viên của đại học giúp đỡ tìm chỗ ở ổn định. Chương trình này có một điều kiện là các sinh viên không được để người thân hay trẻ em ngủ chung xe với họ. Long Beach City College cho biết họ ký hợp đồng với một công ty bảo vệ để canh gác bãi đậu xe cho sinh viên ngủ qua đêm đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Theo báo cáo xuất bản vào cuối năm 2020 của Đại học UCLA, 20% sinh viên của Đại học Cộng đồng ở California, 10% sinh viên của hệ thống Cal và 5% sinh viên của UC đang gặp cảnh vô gia cư. Vào mùa hè vừa qua, báo chí đã nhiều lần đưa tin về việc một người đàn ông đeo máy bay cá nhân Jetpack Park đã xuất hiện gần phi trường quốc tế Los Angeles và được một số phi công điều khiển máy bay thương mại nhìn thấy. Vào khoảng tháng 7, cơ quan không lưu đã nhận được tin báo về một vật thể trông giống như một người đàn ông đeo chép Park và đã phải khuyến cáo các chuyến bay thương mại phải đề phòng người này. Tuy nhiên, vào hôm ngày thứ Ba, ngày 2 tháng 11, cơ quan FBI ra thông báo nói rằng vật gọi là người đeo chép Park có thể chỉ là một bong bóng hình người. Cũng hôm ngày thứ Ba vừa qua, thì giới truyền thông công bố nhiều hình ảnh cho thấy một cái bong bóng hình Jack Skellington nhân vật trong phim The Nightmare Before Christmas 1993 đang bay về phía trên của Hollywood Hills. Bức hình này được trực thăng của Sở Cảnh sát Los Angeles chụp vào tháng 11 năm 2020. Trong năm 2020, nhiều phi công đã báo cáo nhìn thấy jetpack Park gần LAX và khiến FAA và FBI phải mở một cuộc điều tra. Vì jetpack Park có thể gây nguy hiểm cho máy bay, Hồi tháng 12 năm 2020, trên mạng cũng xuất hiện video cho thấy một người đeo chép Park đang bay gần bờ biển của Palos Verdes ở độ cao là 3.000 feet. Một số điều tra viên tin rằng đó có thể là một máy bay điều khiển từ xa drone và được hóa trang để giống một người đeo chép Park. Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti đã có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus tại một hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở nước ngoài. Văn phòng của ông thông báo vào hôm thứ Tư. Thông báo từ văn phòng thị trưởng hôm thứ tư 3 tháng 11 cho biết ông Gacsadi, người đã được chích ngừa đầy đủ, cảm thấy vẫn khỏe mạnh. Ông hiện đang bị cách ly trong phòng khách sạn của mình ở Scotland. Thị trưởng Los Angeles nhận được kết quả xét nghiệm dương tính khi đang ở Glasgow, Scotland để tham dự hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc. Ông dự kiến sẽ tham gia vào một sự kiện vào ngày thứ tư. Ông Gaskady đã phát biểu tại hội nghị vào hôm thứ ba và gặp gỡ thị trưởng các thành phố lớn khác từ khắp nơi trên thế giới vào đầu tuần này. Theo LA Times, hiện chưa rõ ông Gaskady sẽ làm thị trưởng Los Angeles bao lâu nữa. Ông đã được tổng thống Joe Biden đề cử để trở thành đại sứ Hoa Kỳ tại Ấn Độ. Ông cũng nằm trong một số đề cử của tổng thống đang được các đảng viên Cộng hòa ở thượng viện ủng hộ. Nhiệm kỳ thị trưởng của ông Gaskady sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2022. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của Đài Lê Lô Sài Gòn TV. Cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị. Thảo Tiên và Lê Thái xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ tư thật bình an và hạnh phúc và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin chiều ngày mai.